Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái thời gian gần đây thì quý khách hàng trên toàn quốc muốn hiểu biết thêm về ý nghĩa của chữ Phúc và ý nghĩa về các cái nội dung hoành phi câu đối thờ Gia Tiên. Thì trong video clip ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2022, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc được tham khảo một bộ hoành phi câu đối kèm với chữ Phúc. Đây cũng là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Long, anh tại Hoàng Quỳ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, và cũng giải đáp cái ý nghĩa chữ Phúc kèm với nội dung hoành phi câu đối thờ Gia Tiên để cho quý khách trên toàn quốc được hiểu thêm về cái bộ nghĩa tại sao chúng ta lại nên treo chữ Phúc ở gian thờ Gia Tiên. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thông số đường nét chi tiết. Thì ở đây chữ Phúc được nằm trong vòng tròn và xung quanh được thiết kế đó là 4 hoa lá tây, 2 phần khung tranh và kèm giữa đó là chữ vạn. Thì chữ Phúc thường xuất hiện rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày, có vị trí quan trọng trong cái quan niệm từ xa xưa của người Việt Nam. Và theo quan niệm thì chữ Phúc có nghĩa là thuận lợi, đồng thuận. Bởi vậy mà trong bất cứ chuyện gì cũng cần chữ Phúc thì mới tốt lành. Thì trên tay tôi chỉ đây đó là bộ chữ Thị, và tiếp theo đó là bộ hình vò rượu, để mong cho cuộc sống đầy đủ, ấm no. Đó là chữ Phúc về tiếng Hán. Ý nghĩa của chữ Phúc còn có nghĩa đó là tốt lành, may mắn, đủ đầy. Trong phong thủy, nếu treo chữ Phúc ở trong nhà sẽ mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp cho gia đình. Và rất nhiều người lựa chọn treo tranh chữ Phúc ở các vị trí như phòng khách, phòng thờ và phòng làm việc, với mong muốn thuận lợi cho gia đình, sự nghiệp và công danh. Và chữ Phúc này được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá vuông 67cm và ván là dày 3cm. Tiếp theo chúng ta cùng đến với nội dung của bức hoành phi, cũng được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương đá này có nguồn gốc nhập khẩu từ Nam Phi qua cầu cảng Đình Vũ, sau đó sẽ trung chuyển về làng nghề để làm nên các cái tác phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Trong video mộc, cơ sở đã giới thiệu rất chi tiết về cái thông số, kích thước, độ dày. Trong video này chúng tôi cũng nhắc lại cho quý khách được biết thêm. Chiều dài là 1m97, thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng trong thước phong thủy số đỏ số đẹp. Chiều rộng là 67, thuộc cung Đăng Khoa. Tấm ván bên trong dày 3cm, liền tấm, liền khối, điêu khắc bức cuốn thư với nội dung 3 chữ Hán Nôm, đó là Phụng Gia Tiên. Phụng Gia Tiên ý nói là phụng thờ tổ tiên, ông bà tại Tư Gia. Đó là về ý nghĩa của chữ Phụng Gia Tiên, để cho quý khách trên toàn quốc có thể hiểu thêm về nội dung khi chúng ta thờ Gia Tiên khác với dòng họ hay là nhà thờ họ, đình chùa, miếu mạo. Nếu ở nhà thờ thì chúng ta sẽ chọn đó là Phụng Tổ Đường hoặc là Phúc Mãn Đường. Và về phần khung tranh bao bọc bên ngoài, đó là có độ dày 7cm. Theo với kích thước mà chúng tôi vẫn làm hàng đặt cho quý khách hàng trên toàn quốc. Tiếp theo tới phần câu đối. Câu đối được điêu khắc đó là rơi rơi ngậm đồng tiền. Dây rơi ngậm giải đồng tiền tượng trưng cho ngũ phúc kim tiền. Trong kinh thi cũng đã giới thiệu rất là rõ. Ngũ phúc thì gồm có phú quý, thọ, khang ninh. Phú quý là giàu sang, thọ ý nói là trường thọ, lâu dài, và khang là khỏe mạnh, ninh là yên ổn. Đó là về ý nghĩa của ngũ phúc. Câu đối được điêu khắc với nội dung vế phải là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì mong cho muôn đời được thịnh vượng. Phần diềm câu đối được thiết kế 4 cây tứ quý 4 mùa, tùng cúc trúc mai. Câu đối ở phía dưới là lãng hoa. Đây cũng là mẫu hoành phi câu đối thịnh hành, mẫu đẹp do cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh thiết kế và đang được bán chạy nhất trên thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ hiện nay. Để đối với vế phải thì vế trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Thì chữ tử ở đây ý nói là con cháu nhé. Nét chữ Hán Nôm, chữ tử Ý nói là con cháu có hiếu có thảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý mà các cụ tổ tiên ông bà có nhiều công đức để lại. Phần chữ Hán Nôm và phụ đề tiếng Việt đều được thiếp vàng Đài Loan. Về các công trình quy đoạn, công đoạn quy trình làm về hoành phi câu đối đã được cơ sở đồ gỗ Đồ Hiền Lanh quay video rất là chi tiết và hướng dẫn quý vị có thể làm tại nhà. Và cũng là để tránh các cái rủi ro cao nhất thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cụ thể cho quý khách các cái bộ sản phẩm mà quý khách đang xem và các công đoạn quý khách có thể làm. Đây là trọn bộ chữ Phúc kèm với bộ hoành phi câu đối thờ gia tiên được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Video này thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6, cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi, không qua trung gian. Bộ hoành phi câu đối kèm với chữ Phúc đã được hoàn thiện full PU bóng M50, cánh rán sáng, làm trên nền chất liệu gỗ hương đá. Đây cũng là mẫu thịnh hành, đang được nhiều người dân sử dụng. Và cả bộ chữ Nho ý nghĩa cũng được người dân sử dụng tới 99% trên thị trường đồ thờ cúng hiện nay. Kích thước của câu đối là dài 197, rộng 28 và dày 4 phân. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách trong video.